tủ ngăn kéo hay tủ cánh mở sẽ tiện dụng hơn? Cùng Idom tìm hiểu nhé. Thứ nhất, tủ ngăn kéo sức chứa sẽ nhiều hơn so với tủ cánh mở. Một hộp tủ sẽ chia được nhiều ngăn kéo với độ cao khác nhau, trong khi đó với cánh mở sẽ chia làm hai cánh và 1 đến 2 ngăn tầng. Thứ hai, việc tìm kiếm, sắp xếp và lấy vật dụng trong ngăn kéo sẽ thao tác dễ dàng hơn so với cánh mở. Các vật dụng được phân chia độ cao khác nhau không giống nhau và đặt rất sâu, khi thao tác sẽ khó khăn hơn. Thứ ba, việc ghi nhớ và phân chia khu lưu trữ vật dụng sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta sử dụng ngăn kéo. Một lưu ý là dù sử dụng ngăn kéo hay cánh mở, các vật dụng phải đảm bảo được khô ráo, tránh tình trạng ẩm ướt gây ẩm mốc khoang tủ và giảm tuổi thọ của tủ. Hãy cùng theo dõi Idom để biết thêm nhiều giải pháp hay về tủ bếp và nội thất nhé.